What's up? Quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hội nghị làm việc với phường Hải Lĩnh và phường Tân Dân về việc xây dựng phường kiểu mẫu năm 2024. Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2024. Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hội nghị làm việc với các công ty cung cấp nước sạch và các xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Thị xã Nghi Sơn sẵn sàng cho ngày hội tổng quân năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 2, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hội nghị làm việc với phường Hải Lĩnh và phường Tân Dân về việc xây dựng phường kiểu mẫu năm 2024. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Sự hội nghị tại phường Hải Lĩnh có đồng chí Đinh Văn Minh, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức thị ủy, lãnh đạo các phòng đơn vị liên quan, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể thị xã và cán bộ chủ chốt của phường Hải Lĩnh. Sự hội nghị tại phường Tân Dân có lãnh đạo các phòng đơn vị liên quan, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể thị xã và cán bộ chủ chốt của phường Tân Dân. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe lãnh đạo phường Hải Lĩnh và phường Tân Dân báo cáo kết quả xây dựng phường kiểu mẫu đến tháng 2 năm 2024. Theo đó, tại phường Hải Lĩnh, thực hiện nhiệm vụ xây dựng phường kiểu mẫu, Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động và thành lập các ban xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu ở các tổ dân phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân bằng nhiều hình thức, nhất là thông qua các tổ chức đoàn thể, qua đánh giá với 8 tiêu chí theo quyết định số 09 QDUBNZ ngày 9 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến nay phường đã đạt 4 trên 8 tiêu chí, bao gồm tiêu chí 1, tiêu chí 3, tiêu chí 5 và tiêu chí 6. 4 tiêu chí chưa đạt, gồm tiêu chí 2, tiêu chí 4, tiêu chí 6 và tiêu chí 8. Tại phường Tân Dân, trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phường kiểu mẫu, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tích cực, thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, tạo thành phong trào rộng khắp trên địa bàn phường, đồng thời huy động các nguồn lực cải tạo, tu sửa khuôn viên các nhà văn hóa, mua sắm các thiết chế văn hóa, phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đánh giá đối chiếu với 8 tiêu chí, đến nay phường Tân Dân đã đạt 3 tiêu chí, gồm tiêu chí 1, tiêu chí 5 và tiêu chí 7, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt. Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các phòng đoàn thể thị xã, các tổ dân phố của hai phường đã thảo luận, đóng góp các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt tại hai phường như công tác giảm nghèo, nước sạch, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng phường kiểu mẫu. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh, xây dựng phường Tân Dân và Hải Lĩnh đạt phường kiểu mẫu với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, từ đó huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc để xây dựng phường kiểu mẫu. Với mục tiêu xây dựng phường kiểu mẫu góp phần trong việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phấn đấu tháng 3 năm 2024 phải hoàn thành việc xây dựng và công nhận các tổ dân phố kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường kiểu mẫu. Đến tháng 5 năm 2024 hoàn thành hồ sơ công nhận phường kiểu mẫu, báo cáo đoàn kiểm tra của tỉnh về thẩm định đến cuối năm 2024 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận phường kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị phường Tân Dân và phường Hải Lĩnh xây dựng kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cụ thể và thời gian hoàn thành cho các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện các tiêu chí chỉ tiêu kiểu mẫu, rõ người, rõ việc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong xây dựng phường kiểu mẫu, và thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và hưởng thụ trong xây dựng phường kiểu mẫu. Tập trung xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, để mạnh phong trào nhà sạch vườn đẹp ngõ phố văn minh gắn với các phong trào của các tổ chức đoàn thể như 503 sạch, sáng xanh sạch đẹp, an toàn văn minh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các phòng ban ngành, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã phối hợp chặt chẽ với phường Tân Tân và phường Hải Lĩnh trong xây dựng phường kiểu mẫu. Chịu trách nhiệm trước thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã trong việc chỉ đạo phối hợp với phường Tân Tân và phường Hải Lĩnh trong việc xây dựng phường kiểu mẫu. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Tân và Hải Lĩnh chịu trách nhiệm trước thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các ban ngành đoàn thể, ủy ban mặt trận tổ quốc, thị xã chịu trách nhiệm trước thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đề nghị hàng tuần phường hải lĩnh, phường tân tân và các vòng ban thực hiện thông tin báo cáo về ủy ban nhân dân thị xã. đối với các đề xuất kiến nghị của hai phường, đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đề nghị phường tân tân và phường hải lĩnh có báo cáo cụ thể bằng văn bản gửi thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã để được xem xét chỉ đạo giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 2, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2024. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia thị xã chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các thành viên ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia thị xã, đại diện lãnh đạo các phòng ban tài chính kế hoạch, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, lãnh đạo chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường và hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2024 trên địa bàn thị xã. Theo kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, Đến nay, toàn thị xã có 79 trên 105 trường đạt chuẩn quốc gia ở các bậc học, cấp học, đạt tỷ lệ 75,2%. Năm 2023, thị xã xây dựng và công nhận mới được 7 trường, trong đó cấp mầm non là 5 trường, tiểu học 1 trường và trung học cơ sở 1 trường. Xây dựng và công nhận lại 18 trường, trong đó cấp mầm non 1 trường, tiểu học 12 trường và trung học cơ sở 5 trường năm 2024, thị xã tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất và công nhận lại các đơn vị chuyển tiếp kế hoạch năm 2023, gồm 3 trường tiểu học, các Sơn A, Thanh Thủy, Ngọc Lĩnh và trường trung học cơ sở Thanh Sơn, hoàn thành xây dựng công nhận mới 7 trường, gồm 3 trường mầm non, Tùng Lâm, Tĩnh Hải, Hải Nhân, trường tiểu học Tân Trường, hai trường trung học cơ sở là trường Lâm, tiểu học và trung học cơ sở Lương Trí và trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 4 hoàn thành xây dựng bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo để công nhận lại 6 trường, gồm mầm non Định Hải, Triều Dương, Tân Dân, 3 trường trung học cơ sở, Tân Dân, Các Sơn và tiểu học và trung học cơ sở Triều Dương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận nêu lên những khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2024 trên địa bàn các xã phường. Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia thị xã nhấn mạnh: Mục tiêu trong năm 2024, thị xã phải hoàn thành kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia, phấn đấu đến tháng 11 năm 2024, phải hoàn thành xây dựng mới 7 trường, công nhận lại 6 trường và 4 trường chuyển tiếp năm 2023. Để đạt được kế hoạch đề ra, đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị: Các xã phường chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện để xây dựng trường chuẩn quốc gia. Phối hợp với các phòng ban liên quan của thị xã, tiến hành điều tra giả soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, phương tiện của các trường để tập hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thị xã. Các phòng ban liên quan thị xã khẩn trương phối hợp với các xã phường, kiểm tra giả soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường học được xây dựng trường chuẩn năm 2024 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã về nhiệm vụ được giao theo kế hoạch số 70 ngày 30 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thị xã. Sáng ngày 23 tháng 2, đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, chủ trì hội nghị làm việc với các công ty cung cấp nước sạch tập trung và các xã về phương án cấp nước sạch tập trung phục vụ xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, làm việc với các xã xây dựng nông thôn mới, giả soát, lập hồ sơ trình thẩm tra công nhận các tiêu chí đạt chuẩn và các nội dung khác có liên quan. Sự hội nghị có đại diện lãnh đạo ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa, nhà máy nước Nguyên Bình và nhà máy nước Anh Phát, đại diện lãnh đạo các phòng liên quan thuộc cơ quan Ủy ban nhân dân thị xã, các thành viên văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thị xã, các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, cán bộ công chức phụ trách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Nghi Sơn, Tân Trường, Tùng Lâm, Phú Lâm. Phú Sơn, Trường Lâm và Hải Nhân. Đối với nội dung làm việc với các công ty cung cấp nước sạch tập trung và các xã về phương án cấp nước sạch tập trung phục vụ xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Năm 2024, thị xã Nghi Sơn có kế hoạch thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Tân Trường, Trường Lâm và Phú Lâm. Có một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Hải Nhân. Đối với các xã còn lại, gồm Tùng Lâm, Phú Sơn, Nghi Sơn, phấn đấu tăng ít nhất hai tiêu chí trong năm 2024 để phấn đấu đến hết năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới. Đến thời điểm hiện nay, đã có 356 hộ được cấp nước sạch trên địa bàn xã Hải Nhân. Đối với các xã Nhi Sơn, Tân Trường, Tùng Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, Trường Lâm vẫn chưa có hệ thống nước sạch tập trung. Đây là chỉ tiêu bắt buộc trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo công ty cấp nước Nguyên Bình và công ty cấp nước Anh Phát báo cáo tình hình cung ứng nước sạch tập trung trên địa bàn thị xã, đưa ra những khó khăn vướng mắc trong việc cấp nước sạch tập trung phục vụ xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ để cung ứng nước sạch tập trung cho các xã xây dựng nông thôn mới cấp nước sạch trên địa bàn các xã. Kết luận đối với nội dung làm việc với các công ty cung cấp nước sạch tập trung phục vụ xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết và lợi ích tầm quan trọng trong việc sử dụng nước sạch đảm bảo sức khỏe. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhà máy cung cấp nước sạch để xác định các phương án tuyến thuận lợi nhất, đưa ra những chính sách tư vấn để người dân đồng thuận đồng ý lắp nước sạch nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tập trung, đảm bảo yêu cầu chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã theo yêu cầu đề ra. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phạm Văn Nhiệm đề nghị các nhà máy cấp nước trên địa bàn thị xã cần khẩn trương có kế hoạch, phương án cụ thể, lộ trình lắp phối hợp với các cấp ngành, phòng ban của thị xã, chính quyền các địa phương để nhanh tiến độ lắp đặt các hệ thống ống nước cung cấp tới người dân để các hộ dân được sử dụng nước sạch đầy đủ, đảm bảo chất lượng, quyền lợi khi sử dụng nước sạch. Đối với nội dung làm việc với các xã xây dựng nông thôn mới, giả soát, lập hồ sơ trình thẩm tra công nhận các tiêu chí đạt chuẩn và các nội dung khác có liên quan, hội nghị đã được nghe lãnh đạo phòng kinh tế thông qua hướng dẫn kế hoạch triển khai các nội dung về xây dựng nông thôn mới để từ đó có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị thị xã đến các xã đồng thời thực hiện ra soát hoàn thiện hồ sơ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn các xã, đảm bảo theo lộ trình thời gian thực hiện, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn trong năm 2024. Kết luận đối với nội dung trên, đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân các xã kiện toàn ban chỉ đạo, bổ sung nhiệm vụ cho khối đoàn thể để có đổi mới trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đồng thời bám sát kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã để xây dựng và ban hành kế hoạch để thực hiện một cách chi tiết, đồng bộ, hiệu quả, xác định nội dung khối lượng công việc và tiến độ trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các phòng ban liên quan phải có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản cho các xã căn cứ chức năng nhiệm vụ của các ngành được phân công phụ trách các tiêu chí, các chỉ tiêu của từng xã để các xã triển khai thực hiện đảm bảo tính thống nhất, thuận lợi cho quá trình thiết lập hồ sơ khi thẩm định, đảm bảo về mặt, trình tự, nội dung và các nội dung khác có liên quan để sớm đưa các xã về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Ngày 23 tháng 2, Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa tổ chức tọa đàm gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024. Sự tọa đàm có đồng chí Hoàng Bá Trung, thị ủy viên, bí thư Đảng ủy phường Hải Hòa, Lê Trương Được, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa, các ban ngành tổ chức chính trị phường, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và 10 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024 và thân nhân của các tân binh. Năm 2024, phường Hải Hòa được sao chỉ tiêu 10 thanh niên lên đường nhập ngũ. Qua công tác tuyển chọn, đến nay phường có 10 thanh niên ưu tú, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện nhập ngũ vào quân đội nhân dân Việt Nam đạt 100% kế hoạch được giao. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Trường Được, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa đã ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên phường qua các thời kỳ. Đồng chí đề nghị các tân binh nhập ngũ đợt này giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, chấp hành tốt các quy định của địa phương, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để lên đường nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ của người thanh niên đối với đất nước. Nhân dịp này, Đảng ủy chính quyền, Ban chỉ huy quân sự, các tổ chức chính trị phường Hải Hòa đã tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Phường Hải Thanh tổ chức gặp mặt liên hoan tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024. Sự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo đảng ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội phường và 9 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Những năm qua, Đảng ủy chính quyền phường Hải Thanh đã khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đủ số lượng, hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Hải Thanh thực hiện lệnh gọi và khám tuyển 45 công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ. Qua đó, đã lựa chọn được 9 đoàn viên ưu tú, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy chính quyền phường Hải Thanh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên phường qua các thời kỳ. Các đồng chí tin tưởng các thanh niên nhập ngũ đợt này sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên phường, tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức văn hóa, công hiến sức trẻ cho quê hương đất nước, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Tại buổi gặp mặt, các tân binh cũng thể hiện sự quyết tâm trong học tập, rèn luyện và hứa quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự trong thời gian nhập ngũ. Nhân dịp này, Đảng ủy chính quyền, Ban chỉ huy quân sự, các tổ chức chính trị phường Hải Thanh đã tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ. Thưa quý vị và các bạn, Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ sau nhận quân năm 2024 đã được Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Nghi Sơn và các ngành đơn vị của thị xã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân, tiễn đưa 213 thanh niên của thị xã lên đường nhập ngũ vào sáng ngày 26 tháng 2 năm 2024. Năm 2024, thị xã Nghi Sơn được giao tuyển chọn, bàn giao 213 công dân nhập ngũ vào các đơn vị, trong đó nhập ngũ vào các đơn vị quân đội là 190 công dân nhập ngũ vào đơn vị công an là 23 công dân. Trong thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, chỉ đạo các xã phường, ra soát số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức xét duyệt số tạm hoãn, tạm miễn gọi nhập ngũ, quyết định danh sách gọi khám sơ tuyển và thông báo kịp thời cho công dân về thực hiện sơ tuyển đúng quy định. Trên cơ sở kết quả thâm nhập chốt quân số với các đơn vị, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thị xã đã chủ động hoàn chỉnh hồ sơ, chốt quân số tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, phát lệnh gọi nhập ngũ đối với các công dân vào các đơn vị, gồm Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12, Trường quân sự, Quân đoàn 12, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Vùng 4, Quân chủng Hải quân, Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. Sau phát lệnh nhập ngũ, các công dân đều có tư tưởng tốt, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. 31 trên 31 xã phường đã tổ chức tọa đàm gặp mặt, giao nhiệm vụ, tặng quà cho các công dân tại Ủy ban Nhân dân các xã phường, có sự chứng kiến của đại diện gia đình công dân, bảo đảm trọng thể, đầm ấm, đúng quy định. Trong những ngày qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã chỉ đạo các xã phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho các gia đình có thân nhân nhập ngũ, thực hiện việc đưa tiễn tại địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, quyền và trách nhiệm của công dân nhập ngũ trong xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trên hệ thống truyền thanh, qua băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, tạo không khí vui tươi phấn khởi để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Theo kế hoạch, sáng ngày 26 tháng 2 năm 2024, cùng với các huyện, thị thành phố trong tỉnh Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 để tiễn đưa 213 thanh niên lên đường nhập ngũ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, manh động sủ dê, lôi kéo nhau thành các nhóm đối tượng, mang theo cả hung khí, thực hiện các hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, gây bức xúc trong nhân dân. Trong thời gian qua, Công an thị xã Nghi Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp trong việc triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm tệ nạn xã hội nói chung tội phạm gây dối trật tự công cộng nói riêng góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tuy nhiên tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây dối trật tự công cộng vẫn xảy ra nhiều có xu hướng gia tăng và còn diễn biến phức tạp so với các năm về trước năm 2023 trên địa bàn thị xã nghi sơn xảy ra 12 vụ 52 đối tượng gây dối trật tự công cộng quá trình xác minh điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Nghi Sơn ra quyết định khởi tố 11 vụ án, 51 bị can về tội gây dối trật tự công cộng, xử phạt vi phạm hành chính một đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng. Qua công tác điều tra xác minh cho thấy, đa phần nguyên nhân xảy ra các vụ gây dối trật tự công cộng bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Từ đó các đối tượng rủ dê lôi kéo nhau thành các nhóm đối tượng, thực hiện các hành vi nguy hiểm, gây dối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích tính chất của hành vi rất côn đồ, manh động. Các đối tượng chủ yếu đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng đặc biệt là nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên trong giai đoạn phát triển về nhận thức. Điển hình như các vụ án, vụ gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 29 tháng 5 năm 2023 tại thôn 9, xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, đã xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm do Đậu Văn Danh, sinh năm 1993, chú tại thôn 15 xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn và Nguyễn Văn Khiêm, sinh năm 2003, trú tại thôn 12 xã Ngọc Lĩnh cầm đầu. Hai bên đã xảy ra xô sát và sử dụng hung khí là dao, tuyếp sắt và gạch cớm để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả làm hai bên đều bị thương tích. Công an thị xã Nghi Sơn đã khẩn trương điều tra, xác định có 11 đối tượng tham gia. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố 6 bị can về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 để điều tra theo quy định. Tiếp đó vào ngày mùng 2 tháng 10 năm 2023 tại đường trong khu dân cư tổ dân phố Bắc Hải, phường Hải Thượng, nhóm thanh niên gồm 6 đối tượng do Lê Hữu Tài sinh năm 1999, trú tại tổ dân phố Cao Bắc, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn cầm đầu xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của Trần Văn Tuấn, sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Liên Trung, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn. Quá trình đánh nhau, các đối tượng có sử dụng hung khí lùa đuổi đánh nhau trong thời gian kéo dài khoảng 25 phút, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Việc các đối tượng lùa đuổi nhau, đánh nhau gây ra tâm lý hoang mang lo sợ, ảnh hưởng đến các hộ gia đình sống xung quanh khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Quá trình xác minh điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố 5 bị can có dấu hiệu cấu thành tội gây dối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hay như trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2022, từ quán ốc Thái Xô đến cây xăng 888 Trúc Lâm, rồi từ cây xăng 888 Trúc Lâm về đến quán ốc Hoàng Vĩnh, trên tuyến đường Đông Tây 2, Nhóm thanh niên gồm 6 đối tượng do so Phạm Thành Đạt, sinh năm 2000, ở tổ dân phố dự quần phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, cầm đầu, đã có hành vi lùa đuổi, đánh nhau, các đối tượng sử dụng xe mô tô chửi bới la hét trên đường. Sau đó các đối tượng còn tụ tập đánh nhau tại khu vực bờ đê thuộc tổ dân phố dự quần phường Xuân Lâm. Hành vi của các đối tượng nêu trên đã gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của nhân dân ở khu vực xung quanh nơi diễn ra sự việc, gây hoang mang, lo sợ, bức xúc tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, thể hiện ý thức coi thường kỷ cương xã hội, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường Trúc Lâm và phường Xuân Lâm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố bị can đối với 6 đối tượng có hành vi của các bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội, gây dối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2, điều 318 Bộ Luật Hình sự. Từ các vụ việc cho thấy, các thanh thiếu niên tham gia gây dối đánh nhau đều thiếu sự hiểu biết về pháp luật thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình về nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các mâu thuẫn cá nhân hoặc bộc phát tức thời điều đang nói dù là trẻ tuổi nhưng hành vi của các em rất nguy hiểm mang theo hung khí và sẵn sàng lao vào nhau bất cứ khi nào đây là một thực trạng đáng lo ngại và cần có giải pháp đồng bộ từ nhiều phía để hạn chế tình trạng trên công an thị xã nghi sơn đề nghị gia đình nhà trường và xã hội phải là cầu nối để giáo dục hình thành nhân cách sống cho thế hệ trẻ hướng bộ phận thanh thiếu niên đến những hoạt động có ích cho cộng đồng xây dựng ý thức trách nhiệm với bản thân và xã hội xây dựng lý tưởng sống cao đẹp từ đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lối sống tốt đẹp tự tin và giàu lòng nhân ái Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, ngành y tế thị xã đã không ngừng đổi mới và phát triển lớn mạnh, cả về quy mô tổ chức cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trao dồi y đức, cải tiến kỹ thuật, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Cách mạng tháng 8 thành công ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình Lịch Sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào có 15 thành viên. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là một trong các thành viên của chính phủ, đồng thời cũng là người tư lệnh đầu tiên của ngành y tế Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và bác Hồ, ngành y tế giúp chính phủ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trong chế độ mới. Cũng trong thời gian này, ngành y tế huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, chính thức ra đời do y tá Đăng làm trưởng phòng và làm công tác tham mưu cho Ủy ban Hành chính kháng chiến việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Trong giai đoạn này, huyện ta chưa có bác sĩ và chưa có bệnh viện. Ngày mới thành lập, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân gặp muôn vàn khó khăn, nhưng ngành y tế non trẻ của huyện đã xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, đào tạo vệ sinh viên, một số xã có nữ hộ sinh và nhà hộ sinh cùng với công tác vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng là nhiệm vụ thường trực sẵn sàng cấp cứu người bị thương khi Pháp ném bom, bắn phá, tập kích vào các địa bàn. Ngành y tế đã từng bước trưởng thành, góp phần quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi. Từ năm 1955 đến năm 1964, ngành y tế đã cùng nhân dân trong huyện hàn gắn vết thương chiến tranh tiếp tục xây dựng phát triển mạng lưới y tế từng bước vững chắc. Hệ thống trạm y tế xã, bệnh viện huyện, tổ liên hợp làm công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống sốt rét, sinh đẻ có kế hoạch đã hoạt động có nề nếp. Cũng trong thời gian này, tập đoàn Đông y huyện được thành lập có 50 hội viên và là tiền thân của hội Đông y ngày nay. Cùng với ngành y tế cả nước, ngành y tế huyện trong thời gian này dần lớn mạnh về mọi mặt hệ thống y tế được bao phủ rộng khắp, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 1965, ngành y tế và bệnh viện huyện được xây dựng với những khu nhà máy ngói đỏ tại Cồn Cát, xã Hải Lĩnh với các khoa phòng khang trang đón người dân trong huyện đến khám và chữa bệnh. Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, là tọa độ lửa mà không quân và hải quân Mỹ điên cuồng đánh phá ác liệt suốt ngày đêm, hòng cắt đứt mạch máu giao thông, chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong hoàn cảnh gian khó ấy, cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Những chiến sĩ áo trắng luôn có mặt kịp thời, sẵn sàng cấp cứu các thương binh và người bị nạn sau những trận mưa bom bão đạn ở các trọng điểm đánh phá ác liệt của giặc Mỹ như cầu hổ, đảo mê, nghi sơn, cầu ghép, pha ngọc trà, cầu thị long. Cùng với công tác thường trực phục vụ chiến đấu, chống chiến tranh phá hoại, ngành còn tăng cường công tác phòng chống dịch tại các vùng kinh tế mới của huyện như Phú Sơn, Phú Lâm, Tân Trường, Trường Lâm và đẩy lùi dịch sốt rét và dịch tả ở các xã vùng ven biển. Sau ngày đất nước thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà, Cùng với nhân dân cả nước đã tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện công cuộc tái thiết quê hương, ngành y tế không ngừng trưởng thành phát triển về mọi mặt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Từ chỗ đội ngũ cán bộ y tế chỉ là những cán bộ vệ sinh viên, nữ hộ sinh với điều kiện trang thiết bị hết sức thô sơ, đến nay, hệ thống tổ chức bộ máy y tế đã được củng cố, hoàn thiện từ thị xã đến các xã phường. Hiện nay, tổng số người hoạt động trong hệ thống y tế trên địa bàn thị xã là 1.395 người, bao gồm 14 bác sĩ chuyên khoa 2, 65 bác sĩ chuyên khoa 1 và thạc sĩ, 226 bác sĩ, 3 dược sĩ sau đại học, 92 dược sĩ đại học, 95 dược sĩ đại học và trung cấp, 389 điều dưỡng, 64 kỹ thuật viên, 191 y tế công cộng và y sĩ nhân lực khác, 248 người. Bệnh viện đa khoa khu vực Kỳ Sơn hiện có quy mô trên 360 giường bệnh với 5 phòng chức năng, 14 khoa lâm sàng, cận lâm sàng với 265 cán bộ y bác sĩ. Xác định công tác khám chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Trong những năm qua, bệnh viện đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Y tế, phục vụ tận tình, chu đáo người bệnh. Bệnh nhân Đậu Thị Thúy, thôn Kim Sơn, xã Các Sơn cho biết. Tôi đã bị gãy xương đoàn vào điều trị ở tại bệnh viện khoa ngoại của bệnh viện Nghi Sơn. Thì trong quá trình bổ thuật gần một tuần bé thương hiện nay đã và dần dần và hồi phục. Các cô ấy, bác sĩ, cô y tá tận tình chăm sóc. Không có gì hơn tôi xin cảm ơn tất cả đội ngũ của bác sĩ của bệnh viện đa khoa của Nghi Sơn bệnh nhân Lê Bá Đoàn, thôn 11, xã Ngọc Lĩnh cho biết. Tôi là bệnh nhân uh, đang chạy thận ở bệnh viện Đa khoa thị xã Nghi Sơn. Uh, trong quá trình uh, chạy lọc máu thì một tuần là 3 buổi. Thì thấy uh, các đồng ngũ y bác sĩ ở đây thì nhiệt tình, chủ đáo, chăm sóc tận tình đến uh, các bệnh nhân. Tôi xin cảm ơn uh, đội y bác sĩ ở bệnh viện đa khoa thị xã Nghi Sơn. Qua thống kê, tỷ lệ bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện luôn đạt khoảng 400 lượt trên ngày. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú đạt từ 18 đến 20% trên tổng số bệnh nhân đến khám. Số bệnh nhân được phẫu thuật hàng năm từ loại 3 trở lên đạt 1.800 ca. Công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt từ 110 đến 120%. Nhiều kỹ thuật mới được bệnh viện áp dụng để điều trị cho người bệnh như phẫu thuật pha phẫu thuật nội soi tiết niệu, phẫu thuật nội soi phù đại tiền liệt tuyến, tán sỏi tiết niệu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn cho biết. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn là một bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh, có chức năng và nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân địa bàn thị xã Nghi Sơn và các vùng lân cận. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của ngành y tế và cổ thị xã Nghi Sơn, bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Các kỹ thuật chuyên sâu đã được bệnh viện triển khai và hoàn thiện. Điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được nâng cấp đáp ứng cơ bản yêu cầu thăm khám, thu dung và điều trị bệnh nhân. Phong trào nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh với 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được thông qua. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, chăm lo đời sống viên chức người lao động được chú trọng. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn. Năm 2024, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao với các nhiệm vụ cụ thể. Một là tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới phong cách phục vụ, lấy người bệnh làm trọng tâm, nâng cao hiệu quả điều trị và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Hai là tiếp tục đầu tư máy móc, trang thiết bị, sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng. Ba là tăng cường khám, điều trị ngoại trú nhằm giảm tải cho điều trị nội trú và hướng tới đảm bảo nhu cầu về chăm sóc, quản lý các bệnh mãn tính trong cộng đồng. Bốn là tập trung cho nguồn lực con người, cử cán bộ đi đào tạo các kỹ thuật chuyên sâu và hoàn thiện các kỹ thuật cao trong điều trị đáp ứng với yêu cầu chăm sóc và điều trị các bệnh trong tình hình mới. Trong thời gian tới, bệnh viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí trong thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã và các ban ngành cùng với sự tin tưởng của đông đảo bà con nhân dân để bệnh viện tiếp tục phát triển và hoàn thiện nhằm phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Hiện nay, trung tâm y tế thị xã có 7 phòng khoa, 31 trạm y tế xã phường với 206 cán bộ viên chức người lao động. Trong đó, tại Trung tâm Y tế Thị xã là 51 cán bộ viên chức người lao động, Trạm Y tế các xã phường là 155 viên chức. Trong năm 2023, Trung tâm Y tế Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã Nghi Sơn cho biết. Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy tri bộ và tập thể Ban giám đốc Trung tâm y tế đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt các cái chỉ tiêu kế hoạch của năm. Về công tác phòng chống dịch bệnh, đơn vị đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng như triển khai đồng bộ các cái biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt là các cái ổ dịch sốt số xuất huyết. Các ca bệnh nghi dịch được giám sát và phát hiện ngay từ đầu không để tạo thành ổ dịch và lây lan rộng trên địa bàn. Bên cạnh đấy, công tác xây dựng bộ tiêu chí quốc gia và y tế xã theo quyết định số 1300 của Bộ Y tế. Trung tâm y tế cũng đã quyết liệt chỉ đạo các trạm y tế xã phường tham mưu kịp thời cho các ủy chính quyền địa phương và thực hiện tốt các cái nhiệm vụ chuyên môn để bước vào năm 2024. Chỉ tổ chức thẩm định các xã đạt bộ tiêu chí theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã xây dựng. Các cái chương trình và dự án đang được triển khai trên địa bàn đều đạt và vượt các cái chỉ tiêu đề ra. Và đơn vị luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và đứng đầu ở các bộ phận phòng khoa và trạm y tế xã phường trong việc giải quyết xử lý các công việc tại đơn vị tại bộ phận của mình. Bước vào năm 2024, cấp ủy, ban giám đốc đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị để quyết liệt triển khai chỉ đạo ngay từ những tháng đầu năm tổ chức hội nghị viên chức người lao động ký giao ước thi đua và thực hiện các cái quy chế ban hành các cái quy chế hoạt động của đơn vị thứ hai là tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính giữ vững đoàn kết nội bộ quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch của năm. Thứ ba là tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, không để các ổ dịch lớn xảy ra trên địa bàn và đặc biệt không để tử vong do dịch tại cộng đồng. Cái thứ tư là tập trung chỉ đạo các xã phường xây dựng Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030 theo quyết định số 1300 của bộ y tế. Phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu 13 xã phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về tế xã năm 2024 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn. Thứ năm là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, dự án về y tế đang triển khai trên địa bàn. Đảm bảo hoàn thành các cái chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng. Xác định trạm y tế là tuyến y tế gần dân, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của trạm y tế xã. Vì vậy, trong thời gian qua, trung tâm y tế thị xã đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ viên chức của trạm y tế các xã phường luôn thực hiện tốt lời bác Hồ dạy, lương y như từ mẫu, tận tình chăm sóc bệnh nhân, thực hiện tốt 12 điều y đức của người thầy thuốc. Đầu năm 2020, xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và trở thành đại dịch với hàng tỷ người mắc và hàng triệu người tử vong, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của nhân loại và mọi mặt đời sống xã hội. Nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền thị xã, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, y bác sĩ ngành y tế thị xã đã đang thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của thị ủy, quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân thị xã và sự chỉ đạo sâu sát của Sở Y tế Thanh Hóa, cùng với các cấp các ngành trong thị xã, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 2,5% xuống còn trên dưới 1%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi từ 48% xuống 9,4% tính theo cân nặng và 13,4% tính theo thể thấp còi. Các loại dịch bệnh được khống chế có hiệu quả, đặc biệt là dịch COVID-19. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai đến tận người dân, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 94,13%. Công tác khám chữa bệnh và y đức có nhiều chuyển biến tích cực, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Trạm y tế các xã phường phát triển về mọi mặt có 31 trên 31 xã phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 và đến năm 2023. Hệ thống y dược ngoài công lập ngày một phát triển, có 192 cơ sở hành nghề, một bệnh viện đa khoa quốc tế hạng 3, quy mô 460 giường bệnh, một trạm y tế Anura, 7 phòng khám đa khoa, 28 phòng khám chuyên khoa, 7 cơ sở dịch vụ y tế, 3 dịch vụ răng hàm giả, 4 cơ sở dịch vụ kinh thuốc, 53 cơ sở hành nghề y học cổ truyền, 26 phòng trần trị y học cổ truyền, 27 cơ sở bài thuốc gia truyền, 97 cơ sở kinh doanh dược, 4 công ty dược, 93 nhà thuốc, quầy thuốc, GPP, có 34 trên 34 bếp ăn trường mầm non, 14 trên 19 chợ và 26 trên 31 xã phường đạt an toàn thực phẩm, 3 xã đạt an toàn thực phẩm nâng cao. Đời sống của cán bộ nhân viên ngành y tế không ngừng được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hoạt động thường xuyên, góp phần trong việc xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa. Các phong trào đến ơn đáp nghĩa, khám chữa bệnh miễn phí, ngày vì người nghèo, quyên góp giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh đều hưởng ứng tích cực. Sau 38 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, ngành y tế cùng với các cấp các ngành đã lớn mạnh về mọi mặt, từ y tâm, y đức Y thuật và cơ sở vật chất trang thiết bị y tế đã tiếp cận và ứng dụng thành công những thành quả y tế tiên tiến của thế giới để ứng dụng vào công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Với những thành tích và đóng góp to lớn của các thế hệ thầy thuốc trên địa bàn thị xã, ngành y tế thị xã đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và ngành y tế trao tặng. Đồng chí Nguyễn Bá Phương Phó Tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã, Bộ phận Y tế cho biết. Phát huy những thành tích đã đạt được của ngành y tế trong những năm qua, năm 2024, ngành y tế cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau. Một là thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn ngành phải đoàn kết, đoàn kết là sức mạnh của chúng ta, đoàn kết thì vượt qua khó khăn thách thức và đạt nhiều thành tích. 2 là công tác y tế dự phòng được đảm bảo. Giám sát phát hiện nhanh và xử lý dứt điểm các ổ dịch xảy ra trên địa bàn. Hạn chế tối đa việc dịch bệnh bùng phát và lây lan ra diện rộng. Phấn đấu không có bệnh nhân tử vong do dịch bệnh. 3, công tác an toàn thực phẩm được tăng cường và phát huy. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm trên địa bàn được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Phấn đấu không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Thứ ba là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu tiến tới sự hài lòng của người bệnh và đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ ngành y tế. Thứ tư là quản lý tốt các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn để góp phần cùng ngành y tế công lập quản lý bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của thị xã thứ năm là cần phát huy hơn nữa tính chủ động năng động sáng tạo của các cán bộ ngành y tế để giúp cho cấp ủy chính quyền các cấp hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới Kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam là dịp để đội ngũ cán bộ y bác sĩ của ngành y tế thị xã cùng nhau ôn lại những chặng đường đã qua của ngành, đồng thời nguyện đoàn kết phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn trong tình hình mới, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương thị xã Nghi Sơn. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống của quê hương Nghi Sơn anh hùng, trong những năm qua, thanh niên thị xã Nghi Sơn đã nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, hăng hái lên đường nhập ngũ, rèn luyện ý chí, quyết tâm của tuổi trẻ, không ngại khó, không ngại khổ, công hiến sức trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2024, thị xã Nghi Sơn được tỉnh giao tuyển chọn và gọi 213 công dân nam tham gia nhập ngũ. Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định của luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong công tác tuyển quân. Sau đây chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung của luật nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ. Mỗi địa phương, gia đình cần động viên khuyến khích con em mình tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi theo quy định. Một lớn, tiêu chuẩn tuyển quân. Một, tuổi đời, Công dân từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi, công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. 2. Tiêu chuẩn chính trị A. À, thực hiện theo thông tư lên tịch số 50-2016, ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. B. Đối với các cơ quan đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội, lực lượng tiêu binh, nghi lễ, lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. 3. Tiêu chuẩn sức khỏe. A. Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3, theo quy định tại thông tư liên tịch 16-2016, ngày 30 tháng 6 năm 2016. B. Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại điểm B khoản 2 điều này, thực hiện tuyển chọn, bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng. C. Không khỏi nhập ngũ vào quân đội, những công dân có sức khỏe loại 3, tật khúc xạ về mắt, cận thị 1,5 đi ốp trở lên, viễn thị ở các mức độ, nghiện ma túy, nhiễm HIV, s 4. Tiêu chuẩn văn hóa, tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp, những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu sao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7. Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên. Hai lớn trường hợp tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ. 1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quyết luận của hội đồng khám sức khỏe, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân, không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động. Trong gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai, tai nạn, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã xác nhận một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc sa cam, suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Có anh chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ. Hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế, xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định cán bộ công chức phiên chức thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy, thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. 2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân là con của liệt sĩ con của thương binh hạng 1, một, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu, không phải là quân nhân, công an nhân dân, cán bộ công chức viên chức thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 điều này, nếu không có lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký quyết định. Ba lớn quyền lợi nghĩa vụ của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Một, Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì? Điều 4, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú, phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. 3. Công dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi sau. Được nghỉ phép hàng năm, hạ sĩ quan binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng 13 trở đi, nghỉ phép hàng năm, thời gian nghỉ là 10 ngày, không kể ngày đi và về. Hạ sĩ quan binh sĩ đã nghỉ phép năm theo chế độ. Nếu gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng, hoặc người thân từ trần mất tích, hoặc hạ sĩ quan binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 5 ngày, không kể ngày đi và về được thanh toán tiền tàu xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành. Căn cứ pháp lý điều 3, Nghị định 27-2016 NDCP, không mất phí chuyển bưu phẩm tiền. Theo điều 5, Nghị định 27-2016 NDCP, hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ được, miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện, được cấp 4 tem thư trên một tháng, khi tham gia tuyển sinh được cộng điểm ưu tiên. Trước khi nhập ngũ, là thành viên hộ nghèo, học sinh sinh viên, nếu vay tiền từ ngân hàng chính sách xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ. Chế độ đối với người nhà hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, nhà ở gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến sập hư hỏng, trợ cấp 3 triệu đồng trên một suất trên lần. Thân nhân bị ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên, trợ cấp 500.000 đồng trên một thân nhân trên một lần Thân nhân từ trần mất tích Trợ cấp 2 triệu đồng trên người Con đẻ con nuôi hợp pháp Được miễn giảm học phí Căn cứ pháp lý Điều 6 Nghị định 27-2016 NDCP 2. Quyền lợi của quân nhân sau khi xuất ngũ Được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần Cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội Được trợ cấp 2 tháng tiền lương cơ sở Trợ cấp tạo việc làm Mức trợ cấp bằng 6 tháng tiền lương cơ sở tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi là 50.000 đồng trên người, được tiễn và đưa về địa phương cư trú, hoặc cấp tiền tàu xe và phụ cấp đi đường. Được tiếp nhận vào học các trường học đang học trước đó, trước khi nhập ngũ đang học tập, hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học các trường đang học trước đó, trước khi nhập ngũ đang học tập, hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả và được tiếp nhận vào học ở các trường đó sau khi xuất ngũ. Được trở lại làm việc tại nơi trước khi nhập ngũ đang làm. Đối với trường hợp trước khi nhập ngũ làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Nếu cơ quan này bị giải thể thì cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp phải bố trí việc làm phù hợp. Đối với trường hợp trước khi nhập ngũ làm việc tại tổ chức kinh tế được tiếp nhận lại bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm, tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ. Nếu tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản thì giải quyết chế độ chính sách như người lao động của tổ chức kinh tế đó. Lưu ý, trong trường hợp không tiếp nhận lại bố trí việc làm cho người xuất ngũ thì sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Đồng thời, buộc phải tiếp nhận người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc. Được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mức hưởng là 2 tháng, mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trong mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội. Lưu ý, thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Được chính quyền các cấp, cơ quan tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm, được cộng điểm trong tuyển dụng công chức, cụ thể người hoàn thành nghĩa vụ quân sự được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển. Được ưu tiên trong xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức. Cụ thể, nếu có từ hai người trở lên có kết quả thi bằng nhau tại các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được ưu tiên tuyển dụng. Trong thời gian tập sự, được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngành tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo. Được hỗ trợ đào tạo nghề mức chi hỗ trợ đào tạo nghề theo điều 10, thông tư 152-2016-TT-BTC, mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng trên người trên ngày thực học, mức hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng trên người trên một khóa học nếu địa điểm đào tạo xa nơi cư trú từ 15 km trở lên, được miễn giảm học phí, được vay vốn để tham gia đào tạo nghề, trình độ trung cấp cao đẳng đối với người có hoàn cảnh khó khăn. Bốn lớn, xử lý vi phạm trong trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Điều 59, luật nghĩa vụ quân sự quy định, tổ chức cá nhân có hành vi trôn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, việc không đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đã có lệnh gọi, không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng, được coi là hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo quy định tại điều 10 Luật Nghĩa vụ quân sự, tùy theo tính chất mức độ, người vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Năm lớn, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư số 148/2018/TT-BQP và chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban ngành liên quan và các thôn thực hiện tuyển quân đúng quy định, đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân chỉ đạo các thôn tổ chức bình cử, đề xuất công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, đi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, hiệu quả. Trực tiếp sơ tuyển, xét duyệt công dân nhập ngũ, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, lập hồ sơ, nghĩa vụ quân sự và các thủ tục liên quan đối với công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ, để bàn giao cho ban chỉ huy quân sự cấp huyện thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định và thông báo công khai đến từng thôn những nội dung sau chỉ tiêu tuyển quân huyện giao cho xã điều kiện tiêu chuẩn tuyển quân trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ danh sách công dân trong diện nhập ngũ danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ miễn gọi nhập ngũ danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ kết quả phân loại sức khỏe theo quyết luận của Hội đồng khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự, danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ, chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với các ban ngành liên quan hướng dẫn những công dân được phát lệnh gọi nhập ngũ, lập tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã để bàn giao cho ban chỉ huy cấp huyện cùng với hồ sơ nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với công an xã và các ban ngành đoàn thể nắm chắc tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và những vấn đề mới phát sinh của công dân chuẩn bị nhập ngũ, kịp thời thông tin và cung cấp để ban chỉ huy quân sự cấp huyện và đơn vị nhận quân biết, quản lý, phối hợp với đơn vị nhận quân và gia đình giải quyết quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ theo quy định của pháp luật. Tham gia nhập ngũ là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Cơ quan, tổ chức cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tổ chức cá nhân có hành vi trôn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất, Cao Văn Lâm, Biên tập, Văn Tuấn, Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, Trung Nguyễn cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại